Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh Bà, Quý Thị Hải, Pháp danh Diệu Nga, xin bà hãy lắng lòng nghe cho thật rõ. Giờ phút này, xác thân giả tạm của bà đã bỏ được 14 giờ đồng hồ rồi, nghĩa là tấm thân đau khổ bức bách bệnh tật này của bà không còn chướng ngại việc bà hãy niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Bà hãy nên biết rằng bao năm tháng qua bà chịu những cơn bệnh đau khổ dày vò tấm thân. Bà cũng đã tha thiết mong muốn Đức Phật A Di Đà tiếp độ cho bà được về Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi những cơn đau khổ đấy. Thì đây chính là cơ hội cho bà. Tấm thân giả tạm này thật sự đã bỏ lại rồi, hoàn toàn không còn chướng ngại việc bà niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì mong cho bà giờ phút này, nếu như thật sự bà còn nghe thấy những lời này, thì xin bà mau mau nhiếp tâm lại, định tâm lại, niệm A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật, đúng như hình tượng hàng ngày bà nhìn ngắm và đang tôn trí tại nơi đây, mạnh dạn theo Ngài để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà hãy nên biết rằng tấm thân xác giả tạm của bà thật sự đã bỏ lại rồi, ở đời thế gian gọi là chết, nghĩa là bà tấm thân xác của bà đã chết được 14 giờ đồng hồ rồi. Cái tấm thân này hoàn toàn không nương tựa, không thể níu kéo được rồi. Trước mắt bà hãy còn hai con đường. Một là niệm A-di-đà-phật, theo A-di-đà-phật đi về Tây Phương Cực Lạc để đón nhận một tấm thân mới, chính là thân kim cương bất hoại giống như thân Phật A-di-đà. Còn nếu như bà hãy còn chần chừ do dự, chưa chịu niệm A-di-đà-phật, chưa chịu theo A-di-đà-phật để đi về Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn bà hãy phải theo nghiệp thọ nạn rồi. Tiếp tục bà hãy lại phải đi trong luân hồi sinh tử, cứ bỏ thân này lại nhận thân khác, chết đi rồi sống sinh ra, sinh ra rồi lại chết đi. Bà nên biết rằng để đời sau có lại thân người như thân bà hải hôm nay, như lời tổ sư Ấn Quang dạy rằng, còn khó hơn việc bà hải niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Vậy nếu như hôm nay bà hải không vãng sinh Tây Phương, tức là chẳng thể có lại thân người, nghĩa là đời sau bà hải phải đi vào ba đường ác khổ, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh. Nếu chẳng may vào địa ngục, một ngày muôn nghìn lần sống đi chết lại, đau khổ vô cùng, đói ăn hòn sắt nóng, khát uống nước sắt sôi, không thể diễn tả được nỗi thống khổ. Nếu chẳng may rơi vào đường ngạ quỷ là vì tham chấp bất kỳ thứ gì ở thế gian này, thì chính tâm tham ấy sẽ dắt dẫn đưa bà hải đi vào đường ngạ quỷ, nghĩa là quỷ đói. Thế nhưng đói chẳng thể ăn được, khát lại chẳng thể uống được. Cứ như thế, thời gian trôi qua vô lượng kiếp, không thể nói hết sự thống khổ. Nếu chẳng may bà hải rơi vào đường súc sinh, nghĩa là
bà hãy còn lưu luyến bất kỳ thứ gì thế gian này, mê mê mờ mờ, chưa chịu tỉnh ngộ, chưa chịu niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì chính niệm mê mờ si ám này dắt dẫn bà hãy đi vào đường súc sinh, đời sau sinh ra làm loài vật mang lông đội sừng, mang thân hình súc sinh, bị người mổ ra, nhổ lông, cắt cổ, chiên xào nấu nướng, thì nỗi thống khổ đấy so với việc hôm nay bà hãy chịu cái nỗi đau khổ bệnh tật không đáng vào đâu cả. Vì thế giờ phút này mong cho bà hãy mau mau tỉnh ngộ, kịp thời nhiếp tâm lại, định tâm lại, niệm A Di Đà Phật, rồi theo A Di Đà Phật đúng như hình tượng đang tôn trí nơi đây, để theo ngài đi về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần một niệm A Di Đà Phật thì bà hãy ngay lập tức có mặt nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, cùng với thánh chúng nơi cõi Tây Phương hàng ngày nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, cùng với thánh chúng nơi Tây Phương đi khắp mười phương cúng dường đức các đức Phật. Hơn thế nữa, tương lai ở nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, bà hãy được thành Phật đi khắp mười phương cứu độ chúng sinh. Đây là điều chân thật, vì Đức Phật A Di Đà có phát lời nguyện rằng: nếu chúng sinh nào được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà mọi điều mong cầu không được như ý, thì ngài thề không thành Phật. Nếu chúng sinh nào được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà còn tham chấp một thân hình nào tốt đẹp hơn nữa, thì ngài cũng thề không thành Phật. Nếu chúng sinh nào được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mà còn phải chết một lần nào nữa, thì A Di Đà Phật cũng thề không thành Phật. Nhưng tất cả những điều nguyện ấy đều đã là thành sự thật, bởi vì A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã 10 đại kiếp rồi, minh chứng tất cả những lời nguyện của ngài không hề hư dối. Hôm nay bà hãy phải biết rõ, Đức Phật A Di Đà từ bi thương xót vô cùng. Đại chúng nơi đây, những người niệm Phật cũng luôn luôn thương yêu, hết lòng ủng hộ giúp đỡ niệm Phật hộ niệm cho bà. Con cháu của bà đời nay cũng vô cùng hiếu Phật, hết lòng giúp đỡ cho bà niệm Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như bà hãy không trân quý lấy cơ hội này để tuột mất rồi, đời sau để có lại nhân duyên thù thắng này thì chẳng thể có được. Đời sau bà lại phải chịu luân hồi trong tam đồ ác đạo, chịu vô lượng khổ đau. Đây chính là do bà can tâm tình nguyện đọa lạc. Mong cho bà mau mau tỉnh ngộ, kịp thời giờ phút này vẫn còn cơ hội cho bà. Mong bà hãy nhiếp tâm lặng, định tâm lặng, buông tất cả vạn duyên, nào là nhà cửa con cháu tiền của, tạm thời buông xuống. Bà niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những điều mong cầu của bà đều được tọa ý, đều được như ý nguyện của bà. Mong cho bà mau mau tỉnh ngộ, tuyệt đối không được chần chừ do dự nữa, bởi vì mỗi giờ trôi qua là càng khó hơn một giờ. Mỗi đời trôi qua thì nghiệp chướng bức bách khổ đau càng nặng hơn một đời, càng khổ đau hơn một đời. Mong cho bà tỉnh ngộ kịp thời, giờ này nhiếp tâm lại, định tâm lại. Chỉ cần bà niệm A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, thì ngay lập tức bà có mặt nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là lời phát nguyện của bà hàng ngày: A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật
cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật, cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị thần linh, hương linh, chúng sinh đang hiện hữu trên mảnh đất này. Kính thưa tất cả chư vị trong pháp giới có duyên lành cũng như chẳng lành với hương linh Phí Thị Hải, pháp danh Diệu Nga. Kính thưa với chư vị hương linh Phí Thị Hải, pháp danh Diệu Nga đã xả bỏ báo thân được hơn 14 giờ đồng hồ, nghĩa là thời khắc mong manh như sợi chỉ mảnh treo chuông, thời khắc quyết định hương linh phải đọa lạc hay được an vui đời đời kiếp kiếp, được thành Phật để cứu độ chúng sinh, thì xin quý vị hãy trân quý lấy cơ hội này, ủng hộ tiếp tục hết lòng giúp đỡ hộ niệm để tiến đưa hương linh Phí Thị Hải, pháp danh Diệu Nga được an toàn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì ân đức và công đức của quý vị là vô lượng vô biên. Nếu đem công đức này hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì đạo nghiệp của quý vị ắt viên thành. Hơn nữa, tương lai hương linh Phí Thị Hải, pháp danh Diệu Nga được thành Phật nơi cõi Tây Phương Cực Lạc chắc chắn chẳng quên ơn quý vị, tìm cách cứu giúp quý vị đều đồng thành Phật đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Mong cho chư vị hãy trân quý lấy cơ hội này. Và nếu như giờ này tất cả quý vị đang hiện hữu nơi đây, sắp đến và sẽ đến nơi đây là có nhân duyên chẳng lành với hương linh Phí Thị Hải, pháp danh Diệu Nga, thì mong cho chư vị hãy lắng lòng nghe Đạo Thịnh nói đôi lời. Hôm nay Đạo Thịnh cùng tất cả những người niệm Phật đang có mặt nơi đây, đến đây để niệm Phật hộ niệm tiễn đưa hương linh Phí Thị Hải, pháp danh Diệu Nga được an lành vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, là đang muốn giúp đỡ cho một chúng sinh thành Phật, hoàn toàn không muốn can dự vào chuyện nhân quả của quý vị đối với hương linh Diệu Nga. Nhưng xin quý vị hãy tỉ mỉ mà quan sát. Đức Phật có dạy rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả thông nhau ba đời. Quá khứ gieo nhân, hiện tại chịu quả báo. Hiện tại gieo nhân, tương lai lại phải chịu quả báo. Thế thì quý vị biết rằng theo lời Phật dạy, hôm nay quý vị đang phải chịu đau khổ, dù đấy là đau khổ do oan oan tương báo đối với hương linh Diệu Nga đi chăng nữa, thì chính quý vị đối với hương linh cũng đã đời đời kiếp kiếp từng đã làm tổn hại lẫn nhau. Thì hôm nay mong cho chư vị hiểu được chân tướng sự thật này, nghe lời Phật dạy, lấy ân báo oán thì oán liền tiêu, ngược lại nếu lấy oán báo oán thì oán đối chất chồng, đời đời kiếp kiếp theo nhau trả thù báo oán, thật là oan uổng vô cùng. Đức Phật còn dạy rõ, chúng sinh luân hồi trong vô lượng kiếp qua, tất cả giới tính nam là cha ta, giới tính nữ là mẹ ta, đời đời kiếp kiếp ta từ đó mà sinh ra. Xét theo nghĩa này, nếu như hôm nay quý vị có đòi được thù trả được oán chăng nữa, thì đấy cũng chính là đòi thù trả oán với chính thân bằng quyến thuộc của quý vị trong vô lượng kiếp qua. Đây là một điều vô cùng đau xót, chỉ vì một tâm niệm mê mờ vô minh chấp trước mà không chịu buông xuống hận thù. Do vậy hôm nay Đạo Thịnh cùng những người niệm Phật xin thay cho hương linh Diệu Nga chắp tay cúi đầu khẩn xin chư vị phương tình tha thứ tất cả những lỗi lầm mà hương linh Diệu Nga đã gây cho chư vị. Hôm nay quý vị tha thứ cho hương linh để cùng nhau niệm Phật đi về Tây Phương. Đây cũng chính là mở ra con đường giải thoát cho chính mình,
Bởi vì Đức Phật dạy rằng chân tâm tự tính của mỗi chúng sinh bốn lai đều là Phật, chỉ do mê mờ chấp trước vô minh mà không thể khai ngộ, không thể chứng đắc. Thế thì hôm nay chỉ cần quý vị buông niệm oán thù xuống, cùng nhau niệm A-di-đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc, khai mở được chân tâm tự tính của mình, thì chính quý vị cũng là một vị Phật. Một vị Phật này đã vô lượng kiếp qua trôi lăn trong sinh sinh tử tử, oan oan tương báo, đau khổ vô cùng, là chỉ vì một niệm chấp trước mê mờ sai lầm này. Hôm nay quý vị nhận rõ được chân tướng sự thật này, thì mong cho quý vị mau mau buông niệm oán thù xuống, cùng nhau niệm Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật trong một đời. Đức Phật A-di-đà từ bi thương xót tất cả chúng sinh, Ngài đã phát ra 48 lời đại nguyện, nguyện nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh. Và Ngài thề rằng nếu chúng sinh khắp mười phương nghe danh hiệu A-di-đà Phật, hết lòng tin tưởng, có điều lành nào tâm tâm hồi hướng, nguyện sinh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc, thì A-di-đà Phật liền phóng quang tiếp độ trở về Tây Phương, một đời bình đẳng thành Phật, lên ngôi chính giác, tương lai đi khắp mười phương cứu độ chúng sinh. Nghĩa là nếu quý vị hôm nay chịu nghe lời buông xuống những niệm oán thù, cùng nhau niệm Phật, thì chính quý vị đi làm Phật. Giờ đây xin quý vị hãy trân quý lấy cơ hội thời khắc nhân duyên quan trọng này trong vô lượng đời kiếp qua hôm nay quý vị gặp được. Xin hãy theo âm thanh của đạo thịnh cùng đại chúng nơi đây, cùng cất cao thánh hiệu A-di-đà Phật, cùng phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để ngay trong cơ duyên thù thắng này, chúng ta đều được A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ trở về Tây Phương, một đời bình đẳng thành Phật. Xin quý vị hãy lập theo âm thanh của những người niệm Phật chúng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho hương linh Phí Thị Hải pháp danh Diệu Nga. Cho hương linh Phí Thị Hải pháp danh Diệu Nga. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Ở phương Tây thế giới an lành. Hương linh Phí Thị Hải pháp danh Diệu Nga. Hương linh Phí Thị Hải pháp danh Diệu Nga. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Nay xin phát nguyện vãng sinh. Nay xin phát nguyện vãng sinh. Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.